cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Kính thưa quý vị, như thường lệ, chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Đừng quên giá trị của hai chữ đạo đức, qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh, Kevin Phạm và Thanh Tâm. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Đừng quên giá trị của hai chữ đạo đức. Câu chuyện được kể bởi một doanh nhân nổi tiếng người Nhật Bản. Chuyện kể rằng trước cửa một cửa tiệm bánh kem nổi tiếng có một người đàn ông ăn xin, ăn mặc rách rưới, cả người toát ra mùi hôi khiến người xung quanh khó chịu. Những người khách đi ngang qua thấy vậy đều cau mày, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Sợ khách bị đuổi đi, anh chàng trẻ tuổi trong cửa hàng bước ra hét lớn lên đuổi người ăn mày. Đi chỗ khác đi, mau lên. Người ăn mày khó xử và xấu hổ lấy ra sắp tiền lẻ bận thiểu và nhàu nát, nói nhỏ: tôi đến đây để mua bánh, làm ơn bán cho tôi loại nào nhỏ nhất. Lúc này, người chủ cửa hàng bước tới, nhiệt tình lấy trong tủ ra một chiếc bánh kem nhỏ nhắn, tinh xảo và đưa cho người ăn xin. Sau đó, cúi đầu chào anh ta, báo rằng: cảm ơn anh đã mua hàng cho chúng tôi. Hoan nghênh anh, sau này ghé lại. Người ăn xin mừng rỡ, đôi mắt ương ướt vì trước giờ chưa từng được đối đãi tôn trọng như vậy. Cháu trai chủ cửa hàng cũng chính là cậu thanh niên đã đi ra đuổi người ăn xin ban nãy, thấy vậy liền tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: sao chú lại đối xử nhiệt tình với người ăn xin kia như vậy? Chủ cửa hàng giải thích: dù anh ta là anh mày, nhưng anh ta cũng là khách hàng. Anh ta vì muốn ăn bánh kem ở chỗ chúng ta, đã dùng số tiền ít ỏi xin được trong thời gian rất dài để mua nó. Điều đó thật đáng quý. Chúng ta không nên vì bề ngoài người ta không giàu sang, xinh đẹp mà phân biệt đối xử với họ. Người cháu nghe thế lại tiếp tục thắc mắc: nếu vậy, sao chú không miễn phí cho anh ta mà còn thu tiền? Chủ cửa hàng đáp: hôm nay anh ta đến đây làm khách, không phải ăn xin. Tất nhiên
chúng ta phải tôn trọng anh ta. Nếu chú không thu tiền anh ta, chẳng phải đang xúc phạm anh ta hay sao? Mỗi khách hàng đều được tôn trọng, dù đó là một người ăn mày. Anh chàng trẻ tuổi kia nghe xong liền trầm ngâm, gật đầu. Chủ cửa hàng này chính là ông nội của doanh nhân Nhật Bản nổi tiếng Yoshiaki Suzumi. Suzumi cho biết cách cư xử của ông nội đã in sâu vào tâm trí anh. Và sau này, anh thường kể lại câu chuyện này tại cuộc họp, yêu cầu nhân viên phải luôn tôn trọng khách hàng như ông nội. Suy gẫm, kính thưa quý vị, sự tôn trọng này không nằm trong lịch sử xã giao, mà nó xuất phát từ lòng nhân từ, sự hiểu biết sâu rộng và tình yêu thương. Sự tôn trọng như vậy không mang màu sắc thực dụng, cũng không bị ảnh hưởng bởi địa vị tiền tài. Có người nói, tâm rộng lớn thì đường đi mới rộng mở. Thế nên, hãy luôn mở lòng và nhân hậu với mọi người. Dù bạn thích hay ghét người đó, dù đó là kẻ thù hay bạn bè, hãy tôn trọng họ. Đó là một loại dũng khí đầy trí tuệ. Tôn trọng người khác là yêu cầu cơ bản nhất trong các vấn đề đạo đức. Mạnh Tử từng nói, yêu người khác mới được người khác yêu, tôn trọng người khác mới được người khác tôn trọng. Nếu bạn muốn nhận được sự tôn trọng và tình yêu chân thành từ người khác, trước hết bạn phải là người thật lòng làm điều đó trước đã. Lời Chúa dạy, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Bởi trước mắt Chúa, mỗi người đều có giá trị như nhau, dù họ ở hạng người nào trong xã hội. Nên Chúa phán, hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em cùng niềm tin, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Phi-e-rơ 2:17. Thưa các bạn là những tôi con Thiên Chúa, chúng tôi xin đưa ra ít nhất là 4 lý do mà chúng ta phải tôn trọng và yêu thương người khác. Thứ nhất, mọi người đều do Thiên Chúa dựng nên. Như Kinh Thánh ký thuật lại, Chúa chẳng tạo ra điều gì đáng bỏ đi. Chẳng một ai là vô giá trị. Mặc dù con người luôn có những quyết định sai lầm, nhưng họ vẫn đáng quý giá đối với Chúa. Ngay cả những người không đáng được yêu nhất trên thế giới cũng vẫn được Chúa yêu thương. Lời Chúa phán trong Thi Thiên 8:5, Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người mão miệng vinh quang và tôn trọng. Thứ hai, Chúa Giêsu chết thay cho tất cả mọi người. Kinh Thánh chép rằng chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết về phần thể xác nhưng được sống về phần tâm linh. Có thể bạn không coi trọng một số người nào đó, nhưng Chúa luôn coi trọng họ. Đối với Chúa, mỗi một người mà bạn gặp đều xứng đáng để Ngài chết thay. Thứ ba, tôn trọng và yêu thương mọi người minh chứng rằng bạn tin và biết Chúa. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết Chúa là tình yêu thương. Nếu bạn biết Chúa, đời sống bạn sẽ được đong đầy bởi tình yêu thương. Kinh Thánh có chép rằng, ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 4 câu 8, tình yêu thương nghĩa là chúng ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng. Thứ tư, bạn sẽ nhận lại bất cứ điều gì bạn cho đi. Đó là quy luật của mùa gặt, gieo gì, gặt nấy. Nếu bạn muốn được tôn trọng, bạn phải đối xử với người khác bằng sự tôn trọng. Kinh Thánh chép,
Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Galati 6 câu 7. Vậy hãy tôn trọng và yêu thương mọi người bạn nhé. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo là phần phỏng vấn và giải đáp niềm tin. Trong đề mục phỏng vấn và giải đáp niềm tin hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe phần giải đáp của Mục sư Trần Quang Thành, là thành viên của Trung tâm Phát thanh Tin lành Virginia, qua một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ một vị thính giả gửi đến cho chúng tôi trong tuần qua. Câu hỏi có nội dung như sau. Thưa quý ông, có nhiều người cho rằng Kinh Thánh mà những người tin lành đang sử dụng toàn nói chuyện trên trời, hay có chăng thì cũng dạy những người ăn hiền ở lành như bao tôn giáo khác thôi. Thưa mục sư, theo mục sư thì điều này có đúng không? Thưa cô cùng quý thính giả, về phương diện ngôn ngữ thì dựa vào hai chữ đúng không trong câu hỏi của cô, tôi có thể trả lời là đúng và không. Đúng, vì Kinh Thánh chắc chắn có đề cập đến những chuyện trên trời và Kinh Thánh khuyên dạy mọi người sống đạo đức. Còn không, vì Kinh Thánh không chỉ dừng lại ở mức độ đó, mà Kinh Thánh còn có rất nhiều điều mà chúng ta có thể áp dụng vào ngay trong đời sống của mỗi người hay cho xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Và hơn thế nữa, Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất cho biết nguồn gốc của vũ trụ, cội nguồn của con người, nguyên nhân của tội lỗi và hậu quả của nó. Đặc biệt, Kinh Thánh còn cho biết phương thức để giải quyết vấn nạn tội lỗi của con người. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời đã khẳng định, vì mọi người đều đã phạm tội. Vì thế mới có câu nhân vô thập toàn. Con người tội lỗi của chúng ta không có cách nào để tự cứu mình. Và Kinh Thánh cho biết phương cách duy nhất ấy là tin vào Chúa Giê-xu. Thưa mục sư có thể chứng minh cụ thể hơn không? Cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta có thể trích ra một đoạn Kinh Thánh để tìm hiểu một vài vấn đề mà tôi đã nói ở trên. Lời Chúa được chép trong sách Luca chương 3 từ câu 1 đến câu 6 như vậy. Năm thứ 15 đời Caesar Tiberi, khi Pontius Pilate làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturea và tỉnh Traconic, Lysania làm vua chư hầu Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo ngài. Mọi nơi sủng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống. Đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, đối với quý vị là con dân của Chúa, thì đây là đoạn kinh văn không có xa lạ gì với chúng ta. Và nếu có ai đó hỏi chúng ta rằng đoạn kinh thánh trên có nghĩa gì, thì tôi tin chắc rằng hầu hết trong chúng ta đều cho rằng ý của ông Giăng Báp Tít là đồi núi chỉ về tánh kiêu ngạo của con người, đường quanh quẹo ám chỉ sự gian dối. Theo tôi thì điều đó cũng rất tốt, cũng đúng thôi. Tuy nhiên, đó chỉ là những ý nghĩa về thuộc linh, nghĩa thiêng liêng. Vấn đề đặt ra là sứ điệp của Giăng Báp Tít ngày xưa có còn áp dụng gì vào trong cuộc sống hiện tại của mỗi chúng ta hay không? Lời của Giăng Báp Tít có còn áp dụng vào xã hội mà chúng ta đang sống hay là không? Thưa quý thính giả, để hiểu cho đúng sứ điệp của Giăng Báp Tít, chúng ta phải đặt bản văn trở lại bối cảnh nó xuất hiện, đồng thời cũng xem xét tác giả là ai, và cũng phải xem xét phần trước
và phần sau mà tác giả đã đề cập đến. Khi ấy, chúng ta sẽ khám phá ra rằng lời của Văn Baptist mang một âm vang xã hội rất thực tế. Đó là, ông lên án tình trạng giàu và nghèo. Trong câu 1 và câu 2, tác giả Luca cho chúng ta biết hoàn cảnh xã hội Do Thái lúc bây giờ thật rối rắm. Đất nước Do Thái thời bấy giờ đang bị đế quốc La Mã thống trị và bị chia năm xẻ bảy, nhất định sẽ dẫn đến tình trạng phân chia giai cấp, tình trạng giàu nghèo và những vấn nạn xã hội thật tồi tệ. Nếu quý vị đọc về các sách tiên tri, thì hầu hết các tiên tri ngoài việc lên án dân sự của Chúa thờ tà thần, không nghe theo lời dạy của Chúa. Các tiên tri của Chúa còn lên án sự bất công trong xã hội, sự bóc lột, sự gian manh và họ luôn luôn bênh vực người nghèo. Tiên tri Esai đã than phiền về việc thiếu tôn trọng sự ngay thẳng và công lý của những người cầm cân nảy mực. Họ không còn là những con người của sự trung tín nữa, mà đã trở thành những tay đao phủ và những kẻ nổi loạn. Điều này được chép trong Esai chương 1 từ câu 21 đến câu 23. Văn Baptist cũng là tiên tri của Chúa. Chẳng những là tiên tri thôi mà tác giả Luca còn cho biết Văn Baptist là một nhà tiên tri vĩ đại. Nên ông cũng theo chiều hướng của các vị tiên tri trong thời Cựu Ước là vạch trần những bất công trong xã hội đương thời, đồng thời bênh vực quyền lợi của người nghèo. Điều này được minh chứng là khi Văn Baptist đương giảng những lời này, thì những người đang nghe giảng đến hỏi ông. Chúng bàn hỏi Văn rằng, trong câu số 10, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng, ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu báp têm. Họ hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng, đừng đòi chi ngoài số luật đã định. Quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng của mình. Như vậy, rõ ràng những lời Văn Baptist giải thích cho họ là những gì xảy ra ngay trong thực tế của cuộc sống. Do đó, núi và thung lũng được ông đem so sánh như người giàu và kẻ nghèo. Người giàu được ví như những ngọn núi, người nghèo như là những thung lũng vậy. Không những ông lên án về tình trạng giàu nghèo, mà ông còn lên án những mưu toan gian dối của con người. Trong thông điệp của Văn Baptist, ông đã đề cập đến đường quanh quẹo, đường gập ghềnh. Vậy thì câu này ám chỉ điều gì? Đó chẳng phải là ông lên án sự giàu có của nhiều người được xây dựng bằng những khúc quanh quẹo gập ghềnh, tức là những tính toán, những âm mưu ma quỷ để hại người làm lợi cho mình mà thôi. Một khi nắm bắt được ý nghĩa đó, thì sứ điệp của Văn Baptist nói cách đây hơn 2.000 năm vẫn còn rất cần thiết cho xã hội mà chúng ta đang sinh sống, nhất là tại Việt Nam của chúng ta. Hàng ngày nếu chúng ta theo dõi những tin tức trên mạng, thì chúng ta sẽ nghe nói về gạo thì bằng ni lông, uống cà phê thì nghe mùi bắp rang, thịt hư thối thì ngâm tẩy cho sạch, trái cây thì bơm thuốc vào cho to và nhìn đẹp mắt, vân vân. Thậm chí còn dụ dỗ để bán cả những người thân của mình làm gái điếm để lấy tiền. Chúng ta đang sống ở Mỹ, nhưng nhiều khi chúng ta ra chợ cũng không biết mua món nào cho có chất lượng, không biết trái cây này có bơm thuốc hay là không, có an toàn hay không. Đến nước mắm chúng ta cũng phải e dè, không biết loại nước mắm này có phải là hóa chất hay là không. Và như thế sứ điệp của Văn Baptist vẫn còn áp dụng trong xã hội chúng ta ngay bây giờ. Thưa quý vị, con người càng văn minh thì sự gian dối càng tinh vi. Quý vị có đồng ý với nhận xét này hay không? Và sau khi Văn Baptist cho biết tình trạng xã hội đương thời như vậy, thì ông nêu lên một phương pháp để giải quyết. Câu hỏi mà Văn Baptist
đã nêu ra, làm sao xóa tan đi những bất công này? Làm sao mà san bằng khoảng cách giữa kẻ giàu với người nghèo? Làm sao xây dựng một xã hội công bằng? Phải chăng cách mà con người đang làm và đã làm là đưa ra những luật lệ khắt khe hơn, rõ ràng hơn, cụ thể hơn và minh bạch hơn, đồng thời cũng tuân giữ luật pháp cho đường hoàng? Điều này cũng đúng thôi. Xã hội thì phải có luật pháp. Tuy nhiên, nếu nhìn vào xã hội chúng ta đang sống, thì chúng ta thấy có nhiều người có tiền, có quyền, thì họ ngồi trên cả luật pháp. Người ta có thể dùng tiền và quyền của mình để mà uốn nắn luật pháp theo ý của họ, phục vụ theo ý riêng của họ, bất chấp quyền lợi của người nghèo, người mà Kinh Thánh gọi là thấp cổ bé miệng. Ngay chính khi ấy, thì lời Chúa qua giăng Báp-tít vang vọng lên bên tai của chúng ta là hãy sám hối. Ông T. H. Ecker là một doanh nhân, diễn giả tài năng với lý thuyết của ông về sự giàu có và động lực. Ông là tác giả của cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú. Ông nói như thế này: nếu bạn muốn thay đổi hoa trái, bạn phải thay đổi gốc rễ. Nếu bạn muốn thay đổi cái hữu hình, bạn phải thay đổi cái vô hình trước tiên. Sám hối trong Kinh Thánh có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là phải thay đổi từ bên trong, thay đổi từ trong suy nghĩ, trong cách nhìn của chúng ta trong các mối quan hệ, cũng như với Thiên Chúa. Nếu chúng ta làm được điều đó, thì kết quả như thế nào? Ông Giăng Báp-tít cho biết, kết quả của việc sám hối là mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Như vậy, lời của Giăng Báp-tít được Luca trích thuật lại dường như đang nói với chúng ta hôm nay. Xã hội chúng ta đang sống cũng đầy dẫy bất công. Khoảng cách người giàu kẻ nghèo ví như núi và thung lũng. Những tính toán ma quỷ của con người cốt chỉ để làm lợi cho mình mà không quan tâm đến người chung quanh, xảy ra hàng ngày hàng giờ. Và để giải quyết được những vấn nạn trên, chỉ có một cách duy nhất là mọi người cần nhận biết sự cứu của Đức Chúa Trời. Và muốn nhận được sự cứu từ Đức Chúa Trời thì việc cần làm là phải sám hối, cũng có nghĩa là phải thay đổi quan điểm sống của mình, thay đổi từ trong suy nghĩ, trong cách nhìn của mình về cuộc đời, về con người và về Thiên Chúa. Tôi tin rằng, một khi mọi người, trong đó có dân tộc Việt Nam chúng ta, mở lòng tin nhận Chúa, thì khi ấy con người sẽ được ấm no, hạnh phúc. Những vấn nạn như hiện nay mới chấm dứt. Amen. Giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa mối tình quý chung trở về với Cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối
là giọt lệ đêm đêm thao thức mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã, tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền, tìm về tình yêu nơi Chúa, tình không heo úa. Chúa là khát khao cho người khổ đau đi tìm úi an. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi, và Ngài yêu thương nên đã chịu mang thanh giá, nói lời khát khao cho tình vút cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mang. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui ca.
cho con trái tim xinh ngàn đời.